Chào anh em nhé, đây là bộ, đây bộ này em bảo là cái bộ chống chập mà chống chống giật đấy. Nó thực tế là bây giờ mà để mà giải thích thực tế đã là nó là hạn chế giật. Nếu mà để thế này thì dành cho anh em đánh vợt, nó sẽ auto 12-24 nhá, dành cho anh em đánh vợt. Còn đánh cáp thì khả năng là lắp được, nhưng mà đánh cáp thì đây có nghĩa là bây khi anh em bị giải thích như thế này cho anh dễ hiểu này. Ví dụ như bên đây dịch có bóp này, có bóp chày này. Đấy, một thời gian nhất định 5 giây thì khi bị chỉnh con bóp này là thằng này nó sẽ ngắt, nó không cho máy chạy nữa. Đây, anh em xem em quay video lên bảng anh em dễ hiểu hơn này. Này, giữ con này. Đây, nó ngắt, nó không cho chạy nữa, thấy chưa? Đấy, anh em nhả ra này, dậm lại này. Còn anh em đánh nhấp nhả thì thoải mái nhá, nhấp nhả lửa nó bị giật đấy. Mà nó bị co nhiều như cơ tay này đi. Nó giật, khi điện giật thì cơ tay nó sẽ siết vào thế này. Đấy. Thì đấy, con máy nó ngắt rồi. Thì tay mình nó sẽ bung đã. Đấy, nó sẽ an toàn cho mình những cái vấn đề này. Còn anh em đánh cáp thì không sử dụng nó được nhá. Nếu đánh cáp em có thể là em cài đặt nó thời gian nó dài hơn. Nhưng mà để thời gian dài hơn thì có như là mất tác dụng của thằng này đi. Thời gian dài hơn thì nó giật, giật chết rồi cho con nó nữa. Cho nên là thằng này tầm này là vừa đẹp. Đấy, đây. Ngắt đây, nó không chạy nữa. Đây, đấy, cho nên là anh em đánh vượt là thoải mái, đánh vượt là đây, đấy, tâm đánh vượt này là thoải mái luôn. Còn anh em bóp dài co ra là nó ngắt đấy, nó bảo vệ anh em mình nhá. Đấy, hôm nay thì em giới thiệu thằng này thì đây. Cập nguồn 12-24 cho nó là ở đây. Đấy. Còn thằng này thì mình lắp vào co của ra máy ấy. Đấy, lắp vào co ra máy. Còn hai thằng đầu này thì lắp vào co giảm chấn của mình. Đấy. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Một bộ này 300.000 nhá. Đấy, anh em cần thì liên hệ theo em theo số điện thoại là 0973 973 338. Nó nhỏ nhỏ thế này nhưng mà nó đảm bảo tính mạng được cho anh em mình nhé. Đấy, chào anh em.